Thưa Hội Thánh, chúng ta có lời của Chúa tuyên đọc trước khi chúng ta bước vào sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Dạ, ân xin đọc ở trong sách Ê-sai, đoạn 9 câu 5. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời của chúng con ơi, buổi sáng hôm nay chúng con ra mắt Chúa và thờ phượng Ngài. Xin Ngài ban phước cho Hội Thánh, ban phước cho dân sự của Chúa được ơn ở trong sự thờ phượng. Hôm nay là một ngày đặc biệt mà cả nước Mỹ này tôn vinh thờ phượng Chúa hơn những ngày bình thường. Đó là chúng con kỷ niệm chào mừng sự kiện cứu Chúa Giêsu Christ Giáng sinh. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng con như lời của Chúa đã được tuyên đọc sáng hôm nay. Nguyện lời đó chữa lành cho chúng con. Lời đó là con sức mạnh. Lời đó cho chúng con càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta chuẩn bị bước vào thờ phượng bằng những bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Bông Chúa đem cho trần gian, đem hy vọng chân lý yêu thương Ngài đến muôn đời. Đến Noel mừng mừng, mời Giêsu đến tông ngày. Lòng hân hoan đợi khen Chúa đến giường trời. Noel, 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 cầu xin được Giêsu. Noel, 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 Chúa yêu thương thế nhân. Chúa Giêsu giáng sinh, đầy cứu chúng sinh lạc lòng. Khắp nơi rơi đó mở, sự sáng đến nơi trần gian, đem cho người hạnh phúc yêu thương đường chốn thiên đàng. Khắp thế giới hát mừng, vì Giêsu đến dương trần, cùng nhau lên ngợi khen Chúa chúng con ngài. Noel, 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel, 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 Chúa yêu thương thế giới. Noel, 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 đón vua Christ sang bên. Mừng Chúa Giêsu giáng sinh, để cứu chúng sinh lạc lòng. Chúng ta vỗ tay theo bài hát này với tinh thần mừng Chúa giáng sinh chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa đến trong trần gian, đem đi hồn chân lý yêu thương Ngài đến muôn nơi. Đêm Noel tương mừng, mừng Giêsu đến tận đây. Lòng hân hoan gọi tên Chúa đến giường trời. Noel, 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 luôn sinh nhật Giêsu. Noel, 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel, 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 đón vua Christ sang bên. Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Khắp thế giới đó mừng sự sáng đến trên trần gian, đem cho người hạnh phúc yêu thương từ chốn thiên đàng. Khắp thế giới đó mừng vì Giêsu đã xuống trần, đồng nhau lên ngợi khen Chúa chúng con ngài. Noel, 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel, 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel, 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 đón vua Christ sang đến. Mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Noel, Noel, Noel.
của Chúa trong lễ Giáng sinh của mình. Amen. Quý vị hát cái bài We Wish You a Merry Christmas là quý vị chưa? We wish you a Merry Christmas. Có Merry Christmas không quý vị? Bây giờ mình hát lại lần này. We wish you a Merry Christmas. Mà mình quay qua người kế bên, mình cười với người kế bên, nó mới là We wish you a Merry Christmas. Phải không ạ? À? Chúa Giáng sinh đem một tin mừng lớn cho chúng ta, chứ không bị căng thẳng lên. We wish you a Merry Christmas. Không biết ai muốn là tội gì có đủ không nữa. Không quý vị, chúng ta phải vui mừng lên bởi vì Chúa Giáng sinh nè mẹ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hát lại cái điệp khúc bài hát này mà chúng ta quay qua cái người kế bên đó. Cái chỗ này rất là đặc biệt nè. Hồi nãy có người hát là We wish you a Merry Christmas. Bên phái nữ, còn bên phái nam We wish you a Merry Christmas. Tôi không hiểu. Bây giờ mình hát cùng một tông thôi, một bài thôi. We wish you a Merry Christmas. Chúng ta quay với người kia lên. Chúng ta hát cái chỗ này. We wish you a Merry Christmas. Không phải. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Tôi dành cái bài này với cái tác giả mấy trăm năm trước. Cái tác giả mấy trăm năm trước là We wish you a Merry Christmas. Nhưng mà có một tác giả tên là David Dong ở Arizona. We wish you a Merry Christmas. Ta đổi đi, ta hát cái chỗ này là như vậy nha. 2, 3. We wish you a Merry Christmas. Lên bảng nữa, mình nói là mình nhìn nhau mình hát mà có mấy chữ à, mắc cỡ gì phải không ạ? À? Vâng, cảm ơn Chúa, cảm ơn tấm lòng của quý vị. Bây giờ xin mời kim ngoại lên đây với chúng ta luôn. Kim ngoại lên cầm microphone cùng hát với chúng ta bài hát Khi Chúa Qua Đời, và xin mời quý vị cùng an toàn chúng ta tôn vinh Chúa bài hát này sáng hôm nay, ôm lại sự tích Chúa Giêsu Giáng sinh, sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh đã thay đổi thế giới này. Xin lỗi, không phải là sự tích đâu quý vị, đó là câu chuyện có thật quý vị. Đó không phải là câu chuyện thần thoại hay là một cái câu chuyện đồn. Nhưng mà đây là câu chuyện có thật. 2000 năm trước Chúa đã Giáng sinh làm người. Chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ lẽ thật của Chúa. Vâng, xin chúng ta cùng an tọa quý vị, cùng an tọa và thờ phượng Chúa qua bài hát này. Trần gian tâm tôi tìm đâu thấy niềm vui, sầu chán buồn nỗi cười đớn đau lòng người. Chúa em đến môi cười sau đau quất xa rồi, khắp nơi mừng vui từ khi Chúa bao đời. Lòng người cô đơn tìm đâu thấy tình thương.
năm nay, chúng con cảm ơn Chúa vì sự ấm áp, tình yêu của Ngài. Chúng con muốn dâng cho Chúa những bài ca này, nhưng không chỉ dừng lại ở bài ca, mà tất cả những gì chúng con có, sức lực về tài sản chúng con, về tất cả sự nghiệp của chúng con, năng lực, sức khỏe của chúng con và về tài chính của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì có 5 người tiếp nhận Chúa, phải 5 người ở trong cái chương trình này. Cảm ơn Chúa vì có 5 người tiếp nhận Chúa ở tại Việt Nam, ở một hội thánh mà chúng con vừa mới dâng hiến về. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì một sư thắng cũng đã đi miền Tây và tuần này cũng như tuần sau để mà phát quà cho hội thánh của Chúa, những người ở vùng sâu, vùng xa. Khi họ cầm những cái món quà, họ vui mừng lắm. Họ cảm động vì tình yêu của Chúa qua hội thánh của Ngài. Trời ơi, con cầu nguyện xin tình yêu của Ngài tiếp tục dấy đầy trên hội thánh của Chúa để ban ra nhiều hơn như Chúa Giêsu đã ban chính Ngài cho thế gian này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng ta hầu nguyện Chúa bằng sự dâng hiến giờ này qua bài hát Oh Holy Night, quý vị. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kia vùng trời đâu, ngôi sao tin lành soi sáng trong con trời thứ ba. Chắc chắn là hãy hợp lại nhân Ngài thì Ngài hiện diện với chúng con. Xin Ngài chúc phước trên số tiền dân hiến của chúng con buổi sáng hôm nay chơi. Xin Ngài đổ phước lại trên những con cái Chúa là có tấm lòng dân hiến và xây dựng vương quốc của nhà Ngài chơi. Xin Ngài dùng số tiền này để mở mang vương quốc Chúa và cứu thêm nhiều người vào vương quốc Chúa trước khi sự trở lại lần thứ hai của Ngài chơi. Và chúng con rất biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm. Ngài đã xuống trần gian này để hy sinh, để cứu chuộc chúng con, ban cho con
chúng con một nếp sống mới, Chúa ơi. Trong ngày chúng con là những con cái của Chúa bởi những gì Ngài đã làm. Chúng con cảm ơn Chúa và dâng hiến hết tất cả tài chánh của cải và sức lực của chúng con để thờ phượng Chúa. Chúng con cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa cảm động chúng ta hát lại điệp khúc bài này. Trong khi chúng ta hát lại điệp khúc bài này, chúng ta đưa tay lên thờ phượng Chúa. Quý vị ơi, Chúa cảm động chúng ta sáng hôm nay qua bài hát này, quý vị. Vâng, điệp khúc Chúa sẵn giờ đây để hôm nay vinh quang vui vẻ. Chúng ta đưa tay lên thờ phượng Chúa, quý vị. Xin chúng ta tiếp tục chương trình thờ phượng qua phần hướng dẫn của chấp sự Thiên Ân. Dạ, xin kính chào Hội Thánh Chúa, Mục Sư và tất cả những con dân của Ngài ở trong Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự thờ phượng của Chúa rất là phước hạnh buổi sáng hôm nay. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta hứa rằng Ngài hiện diện như sự Ngài khen, nên khi chúng ta có cơ hội thì chúng ta có thể tự do để hát thờ phượng Ngài. Amen. Và sự thờ phượng Chúa không phải chỉ những bài hát, quý vị nói là con cảm ơn Chúa những gì Ngài đã làm, hoặc là chúng ta nói lời tôn vinh Chúa cũng là cái cách thờ phượng. Amen. Hoặc là chúng ta dâng hiến, hoặc là chúng ta có mặt ở đây trong sự buổi nhóm cũng là sự thờ phượng của chúng ta nữa, và chúng ta nghe lời Chúa cũng là thờ phượng. Tất cả những công việc chúng ta làm ở trong Chúa là đều là thờ phượng Chúa hết, bởi vì chúng ta dành thời gian cho Chúa và dâng sự vinh hiển cho Ngài. Amen. Amen. Và nhân dịp mùa lễ Giáng sinh, đang xin đại diện Hội Thánh chúc phước cho quý vị có một mùa Giáng sinh phước hạnh bình an ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa vì như là cái câu Kinh Thánh Ê-sai đoạn 9 câu 5 con vừa đọc vừa qua đó, chúng ta biết rằng có một con trẻ đã sanh cho chúng ta, phải không? Có một con trai đã ban cho chúng ta và quyền cai trị ở trên vai Ngài. Chúng ta biết rằng Chúa chúng ta là đấng luôn luôn cai trị, Ngài là vua muôn vua và Chúa của muôn Chúa, phải không? Và khi chúng ta biết điều đó thì chúng ta biết rằng Chúa luôn luôn cai trị, và khi chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta không có bị hụt hẫng, chúng ta không có bị sợ hãi, bởi vì Chúa chúng ta luôn luôn là đấng cai trị. Và Amen. Những cái sự tối tăm và quyền lực của nó đã bị thất bại rồi, quý vị. Khi chúng ta ở trong Chúa, Kinh Thánh nói rằng chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian ở dưới quyền của nó. Những người chưa tiếp nhận Chúa, những người chưa có cơ hội đến với Chúa thì họ còn ở dưới quyền của nó, nên họ còn bị ảnh hưởng và bị nó áp chế. Nhưng đối với chúng ta, khi chúng ta biết kết nối với Chúa và nhờ cậy Ngài thì chúng ta không có ở dưới quyền của nó. Amen. Và cảm ơn Chúa là đó là điều mà Chúa đã làm qua cái mùa này, khi mà chúng ta hiểu rằng cái sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu không phải Chúa chỉ giáng sinh mà thôi, nhưng mà Chúa thi hành công việc cứu chuộc của Ngài trên đất bằng cách giải phóng, giải cứu những người bị những quyền lực áp bức họ được tự do, phải không? Chữa lành cho họ, giải phóng họ khỏi những quyền lực đuổi quỷ, và rao ra cái năm lành của Ngài, là rao ra cái sự cứu rỗi của Ngài, là Ngài mở ra một con đường mới cho chúng ta, là nhân loại có thể tiếp nhận Ngài. Và qua cái điều đó thì Ngài hy sinh và chết đúng như là Kinh Thánh đã tiên tri trước, để chúng ta biết rằng những gì Chúa hoàn tất trên thập tự giá là để trả giá cho chúng ta. Biết rằng mùa Giáng sinh là nói về sự xuống trần của Chúa, chúng ta không có nói về sự hy sinh và sự chết của Ngài, nhưng mà cái sự cứu rỗi trọn vẹn bao gồm là sự sanh ra của Ngài, Ngài đi trên đất của hằng rõ giảng tin lành của Ngài, và Ngài hoàn tất công việc cứu chuộc bằng cách hy sinh cho chúng ta. Nên cho chúng ta nhớ rằng đừng có quên chia sẻ về tin lành của Chúa, giới thiệu về Chúa trong mùa này, để cho những người khác đến để nghe sứ điệp
về sự cứu rỗi của Chúa, những gì Ngài đã làm và đã hoàn tất. Amen. Và như này là giờ làm chứng. Nếu ai trong quý vị có những ơn phước trong những ngày qua, nếu quý vị được khích lệ qua những gì Chúa đã làm cho mình, thì quý vị có thể làm chứng lại. Điều mà gần đây như Mục Sư Đông có chia sẻ là hồi nãy trước cái gì, trong khi chúng ta thờ phượng Chúa, thì qua Hội Thánh Vườn Nho có dâng hiến về những hội thánh ở bên Việt Nam, những hội thánh sắc tộc cũng có. Sắc tộc, anh không biết sắc tộc ở Phú Yên thì anh không biết cái sắc tộc nào, nhưng mà anh biết là người sắc tộc. Rồi có một hội thánh sắc tộc cũng có người Stiên và ân gốc người Stiên. Rồi có hội thánh Vườn Nho Việt Nam ở Cà Mau, Vườn Nho ở Cà Mau nữa. Và qua không có, hình như là tổ chức họ không có tổ chức cùng một lúc, nhưng mà theo như Mục Sư Đông chia sẻ hồi sáng là hội thánh Vườn Nho, Mục Sư Thắng có trao quà cho những em, trao quà cho những em trong cái thời điểm mùa lễ Giáng sinh này, và nhiều em rất là được khích lệ. Chúng ta biết rằng chúng ta được Chúa đem đến một cái xứ sở mà gọi là đượm sữa và mật, phải không? Nhưng ở xứ quê nhà chúng ta có thể là thiếu thốn ít hơn, kém điều kiện hơn chúng ta. Nên chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng dâng hiến để ủng hộ và rao giảng tin lành của Chúa. Và một hội thánh khác á, thì hội thánh này là chị Tư của anh. Chị tin Chúa là bởi vì chị bị bệnh bút cổ. Chị bị mổ hai lần, mà cái lần thứ hai chị nghĩ là chị sẽ chết và không có thể là sống được. Nên gia đình có về chia sẻ về Chúa nhiều lần mà chị không có tin. Tới cái lúc mà chị sắp nghĩ là mình không có thể vượt qua khỏi cái vấn đề mà bệnh của mình á, thì chị kêu cầu Chúa, thì Chúa đã cứu chị và cho chị sống, thì chị tin Chúa. Và tới ngày hôm nay là chị hầu việc Chúa ở Việt Nam, thì qua cái hội thánh, chỉ là một trong những hội thánh mà Hội Thánh Vườn Nho cũng đóng góp để ủng hộ vấn đề truyền giảng mùa lễ Giáng sinh, thì có 5 người tin nhận Chúa trong cái thời điểm này. Cảm ơn Chúa vì món quà đó cho hội thánh của Ngài. Bởi vì chúng ta biết rằng cả thế gian, một linh hồn quý hơn cả thế gian, phải không? Nên lý do tại sao chúng ta rao giảng tin lành của Chúa vậy? Chúng ta biết rằng thế gian này rất là giàu có vật chất, của cải, nhà lầu xe hơi gì rất là lớn, phải không? Rất là, chúng ta thấy rất là có giá trị, nhưng mà linh hồn của con người đối với Đức Chúa Trời, trước mắt Đức Chúa Trời á, Ngài thấy linh hồn của chúng ta quý hơn tất cả những điều đó, bởi vì những điều đó là tạm, chúng ta không thể đem theo khi chúng ta lìa khỏi trần gian này. Cảm ơn Chúa cho điều đó. Và giờ này có ai có những phước hạnh chúng ta muốn làm chứng lại để khích lệ con dân Chúa trong hội thánh ngay giờ này hay không? Dạ. Chị Hồng. Chị Hồng có thẻ xanh rồi, cảm ơn Chúa. Dạ dạ. Cảm ơn Chúa là Chúa cho cái quá trình tiến triển tốt đẹp. Dạ. Chị Hồng có muốn nói gì không? Dạ. Không. Để chị Diễm về là lên đứng luôn ha. Dạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là Chúa cho giấy tờ thân thông. Dạ, nếu mà không có ai có lời làm chứng buổi sáng hôm nay, thì anh xin qua phần kế tiếp là phần thông báo và những chương trình của Hội Thánh Chúa. Như anh đã thông báo tuần trước á, thì tối nay là Hội Thánh Mỹ có chương trình Giáng sinh đặc biệt lúc 6 giờ chiều. Rồi ngày 24 tháng 12 là tháng này luôn, thì Hội Thánh Mỹ cũng có chương trình lễ Giáng sinh lúc 6 giờ chiều luôn. Rồi sau đó Hội Thánh Việt Nam chúng ta sẽ có lễ ăn mừng lễ Giáng sinh lúc 7:30 ở nhà chị Quỳnh Hoa. Nếu quý vị có không biết địa chỉ hoặc cần địa chỉ thì quý vị có thể liên hệ với chị Quỳnh Hoa để lấy địa chỉ, hoặc là liên hệ với mục sư để lấy địa chỉ để quý vị có thể đến tham dự. Và đây là lời mời của Hội Thánh cho tất cả quý vị trong Hội Thánh, hãy đến ăn mừng lễ Giáng sinh và cùng thông công với nhau nhân dịp lễ Giáng sinh và cũng là cuối năm. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, thức ngày 24 tháng ngày 24 thứ 7, tháng 12. Thứ 7. Dạ. Dạ, tối thứ 7 quý vị. Và Hội Thánh cũng sẽ tặng quà
quyển lịch blog có câu gốc của Hội Thánh Vườn Nho trong cái dịp lễ Giáng sinh đó chúng ta tổ chức ở nhà buổi chiều hôm qua. Và Chủ nhật tuần sau thì chúng ta có một người khách quý là một mục sư mà Hội Thánh Vườn Nho cũng ủng hộ trong một vụ trong tù. Thì mục sư này là mục sư Phạm Hữu Tấn. Ông đã đến với Hội Thánh chúng ta chia sẻ lời Chúa một lần rồi và ông rất là yêu quý Hội Thánh và rất là thân với mục sư Đông, là mục sư của mục sư quản nhiệm Hội Thánh của chúng ta. Nên xin quý vị đến đông đủ để nghe sứ điệp lời Chúa và sứ điệp rất là đặc biệt, bởi vì ít có ai hầu việc Chúa trong một vụ trong tù và có những cái câu chuyện mà chúng ta biết rằng có những người mà chúng ta lần trước có nghe là những người này là họ bị ở tù chung thân mà Chúa làm phép lạ như thế nào là họ được thả ra và họ được làm lại cuộc đời. Và cái một vụ đó gọi là cơ hội thứ hai. Chúa luôn luôn ban cho chúng ta nhiều cơ hội, đúng không, để nhận biết Ngài. Và nhiều khi chúng ta đi với Chúa chúng ta vấp ngã, nhưng mà Chúa vẫn ban cho cơ hội, Chúa không bao giờ từ chối chúng ta hết đó. Đó là cái tình yêu của Chúa, là tình yêu đời đời là như vậy, không có điều kiện gì hết. Cho đến ngày nào mà cái cơ hội mà cái thời gian ăn điện đó nó kết thúc đó, thì cái người khác họ không nhận lời vấn đề của họ. Amen. Và cái sứ điệp rất là, anh nghĩ rất là thú vị và đặc biệt, là bởi vì cái một vụ này ít có ai hầu được Chúa trong cái một vụ trong tù, nên anh nghĩ là sứ điệp sẽ khích lệ chúng ta. Và giờ này thì chị Quỳnh Hoa, chị Kim Huệ và chị Tiết Hương sẽ dâng lên Chúa một bài hát đặc biệt, xin quý vị lắng lòng nghe sứ điệp của Chúa qua bài hát đặc biệt này. Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta hát bài hát này đó, thì tôi nghĩ là tôi sẽ nói sơ qua bài hát này trong lúc mà các chị em chúng ta chuẩn bị các microphone để lên đây, đứng đây để tôn vinh và thờ phượng Chúa. Vâng, bài hát có tên là Cứu Chúa Hạ Sinh. Một suy nghĩ là chắc sự thiên ngân đưa cái đó cho một người ở trong các chị em để chỉnh cái PowerPoint lúc hát thì dễ hơn. Cảm ơn chấp sự Thiên Ân, xin giao cho các chị em. Thưa quý vị, bài Cứu Chúa Hạ Sinh được sáng tác vào khoảng giữa thập niên 90 bởi một người mà không biết nhạc gì hết. Ông đi hầu việc Chúa ở các trại tị nạn từ năm 1975. Ông được qua bên Mỹ khoảng dịp năm 1975, và sau 4 năm đó, là khoảng 78-79, thì Chúa kêu gọi ông đi truyền giáo ở trại tị nạn Hồng Kông. Bắt đầu có cái làn sóng di cư, gọi là di tản và vượt biên đó. Thì ông được Chúa kêu gọi đi đến những cái vùng mà trại tị nạn có người Việt Nam, và rất là kết quả ở những cái trại tị nạn đó. Nhiều người tin Chúa mà được thay đổi, bởi vì họ đi tị nạn và họ cái nhu cầu của họ cần về sự cứu rỗi và cần cái sự trợ giúp. Thì sau đó rồi thì trại tị nạn phát triển, có nhiều giáo sĩ đến, thì Chúa mới kêu ông đi đến các cái trại khác cũng tương tự như vậy. Và cái lần cuối cùng mà tôi được biết là ông hầu việc Chúa ở Thái Lan, trại tị nạn ở Thái Lan. Và trong cái hành trình hầu việc Chúa ở trong những cái trại tị nạn, gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều bắt bớ đó, thì Chúa dạy ông rất là nhiều cái bài học, kinh nghiệm, và ông chuyển thành bài hát. Quý vị biết là có bao nhiêu bài hát mà ông sáng tác không? 1000 bài hát. Và tôi là người viết 1000 bài hát nó ra trong mỗi tay luôn, một sắp như vậy. Dĩ nhiên thì ông trả cho tôi một cái kinh phí để làm. Tôi vừa yêu mến Chúa, tôi vừa hầu việc Chúa, và tôi là người nắm cái công việc đó, nên tôi biết rất rõ. Trong 1000 bài hát đó thì bài Cứu Chúa Hạ Sinh được tôi viết xuống và hòa âm năm 1996. Và cho đến hôm nay thì cô Kim Huệ mới đề nghị là hát bài này, thì tôi mới lấy làm lạ là sao mà thời buổi này bài này nó lâu rồi, gần 30 năm rồi mà sao còn hát. Thì Kim Huệ nói rằng ở trên cái phòng cầu nguyện 2033 đó có hát cái bài hát này. Tôi cảm động vô cùng, bởi vì cái công việc của mình gần 30 năm mà bây giờ người ta vẫn còn hát những cái bài này, bởi vì cái bài này được sức dòng. Cho nên tôi không nói nhiều đâu, quý vị sẽ nghe cái bài hát này sáng hôm nay, rồi quý vị sẽ cầu nguyện, quý vị sẽ tri ân cái tình yêu mà tại sao Chúa Giê-xu đã đến trần gian này để cứu chúng ta. Và quý vị cũng sẽ nghe các chị em chúng ta cảm động để kể những cái gì mà Chúa đã làm trong đời sống của mình. Hôm nay tôi hứa rằng tôi sẽ giảng ngắn lại để cho quý vị hát nhiều hơn, quý vị nghe làm chứng nhiều hơn. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa quý vị. Và quý vị xin hãy lấy một hơi sâu để nín thở để nghe, bởi vì quý vị sẽ ngạc nhiên đó. Tôi không biết là quý vị ngạc nhiên như thế nào, nhưng mà bài hát này sẽ đem đến nhiều cảm xúc cho chúng ta.
You
các chị em có muốn chia sẻ tâm tình vì cảm xúc gì ở trong bài hát này như các chị em muốn bày tỏ cho hội thánh giờ này không? Wow, mỗi lần mà mùa Giáng sinh đó, thì Huệ nhớ lại một cái câu chuyện là lúc mà hồi Kim Huệ còn ở với người Mỹ á, hồi mười mấy tuổi á, ở bên Ohio á, là thanh thiếu niên ở trong high school, là mỗi lần tháng 12 mà sắp sửa, nhất là cái đêm Christmas Eve, là đêm trước khi ngày Giáng sinh á, thì mấy anh chị em trong cái youth group thường là đi họp lại nhau. Rồi người Mỹ có một cái truyền thống là hồi xưa tới giờ ở Arizona thì mình ít nghe kể lắm, nghe thấy ai làm, nhưng mà ở bên đó tại vì cái mùa đông á, tuyết rất là lạnh, rồi cái ngày trước Giáng sinh đó giống như là cái weather đó, nó mịt mờ mù sương đồ, như khi tuyết rơi thì tụi này ưa đi tới những cái ngôi nhà mấy người già già lớn tuổi ở trong hội thánh. Dĩ nhiên là cũng báo cho họ biết trước là tối nay sẽ có một nhóm tới để mà hát carol, hát những bài Giáng sinh, đêm Chúa Giêsu, đêm huyền diệu, và Chúa ra đời, sinh ra đời gì đó. Thì mỗi một năm đều thanh niên đều tới hát trước khi đêm Giáng sinh. Thì mình chỉ bấm chuông, xong rồi họ ra, họ mở cửa, thì khoảng 10 người, khoảng 12 người, 6 tới 12 người là đứng hát trước cổng nhà của họ. Họ rất là mừng, họ vui, rồi nhiều khi họ làm sẵn cookie, làm bánh, họ đưa cho mỗi đứa cái. Rồi cái tiếp tục đi qua cái ngôi nhà khác, cái đó là một cái kỷ niệm mà Huệ nhớ là hồi trẻ là mình ưa làm như vậy. Mà ở đây Arizona thì chưa hề thấy. Đề nghị làm mấy nhà thờ mình được không? Đâu mà thánh đi, bóc chuông nhà cô Mai, đứng ngay trước chỗ nhà cô Mai, cô Mai có chuẩn bị bóng kẹo để tiếp đó. Đúng. Đó là cái câu chuyện của Huệ, biết là họ có gì không ạ? Huệ Cincinnati hay đâu? Dạ. Hồi con ở Ohio. Cincinnati hay đâu? Lima, Ohio. Một cái thành phố rất là nhỏ cô. Bây giờ hả? Dạ, nhưng mà có một cái hội thánh rất là lớn. Dạ, rồi vui lắm. Dạ. Chú ba có Cincinnati. À, con ở cái thành phố đó khoảng 50 mấy ngàn người thôi. Dạ. Rồi, các chị em có muốn nói gì nữa không? Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Thiên Chúa. Cái tựa đề của bài hát là Chúa Hạ Sinh. Chúng ta biết rằng một trong những danh hiệu của Chúa chúng ta là Emmanuel, là cái bài hát chúng ta vừa hát vừa qua. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và khi mà Ngài hoàn tất công việc của chuộc á, Ngài thăng thiên thì Ngài nói là ta sẽ ở cùng các ngươi luôn luôn cho đến tận thế. Thì chúng ta hiểu được điều đó. Và như mục sư có chia sẻ là khi chúng ta nói về danh hiệu của Chúa thì nói về đức tính của Ngài. Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hoặc là những danh hiệu khác của Chúa thì chúng ta hãy học cách kêu cầu danh hiệu Chúa. Bởi vì đó đức tính của Chúa, chúng ta kêu cầu danh Chúa thì Chúa sẽ làm những cái gì mà theo cái đức tính của Ngài, phải không? Như là một người Nathaniel đó, là cái người mà cái câu nhiều mục sư hay nói đến đó, là không có điều gì tốt đó, mà đến từ Nazareth hết. Ông là nói cái câu nói đó, nhưng mà Chúa gặp ông thì Chúa nói rằng ông là người Israel thật, là như thế nào, không có sự lừa dối nào từ miệng của ông hết đó. Thì đức tính của ông là vậy, và Chúa chúng ta có nhiều đức tính tốt nên hay kêu cầu Ngài. Và giờ này thì mục sư sẽ chia sẻ lời Chúa qua sứ điệp buổi sáng hôm nay. Xin quý vị lắng lòng nghe lời Chúa và để lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Amen. Amen. Xin Chúa cùng quý vị. Dạ. Xin lỗi, anh sẽ đọc mấy câu kinh thánh buổi sáng hôm nay. Sáng hôm nay là Đấng Lạ Vi hướng dẫn chương trình nên anh cũng không có chuẩn bị kịp. Trong lúc cuối thì Vi hơi bị mệt nên Vi tạm ở nhà, nên quý vị cũng nhớ cầu nguyện cầu thay cho Vi. Esai với Acha, lời tiên tri về sự sanh ra Emmanuel. Emmanuel thì ông đã nói là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có lấy nghĩa là Emmanuel. Amen. Về đời Acha, con trai Jotham, cháu Osia, vua nước Juda, sảy có Resin, vua xứ Syri, và Pheka,
con trai Remaliah, vua Israel, lên đánh thành Jerusalem nhưng không thắng được. Có người báo tin đó cho nhà David mà rằng Siri kết minh cùng Ephraim. Bấy giờ Acha và dân sự người trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió lay. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Esai rằng: ngươi cùng con trai ngươi là Se-a-cha sức hãy đi đón Acha tại nơi cuối cổng ao trên đường cái rộng thợ ruồng thợ nện. Anh thấy không? Hơi đây một sự giúp cho. Dạ, một sự đọc. Cảm ơn cho sự tiên ơn. Tại vì không có thấy rõ. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tôi cũng thấy chấp sự tiên ơn đó. Từ ngày mà chấp sự tiên ơn làm chấp sự của Hội Thánh thì tiếng Việt của chấp sự khá hơn. Chứ lần đầu mà gặp chấp sự tiên ơn thì tiếng Anh của chấp sự tiên ơn tốt hơn tiếng Việt. Thì chúng ta có một Hội Thánh mà có một người như chấp sự tiên ơn thì rất là quý, với việc có những lúc mà chúng ta cần chuyển ngữ cho người người Mỹ, giống như chồng của chị Hạnh đó, anh Ron, thì anh rất là thích cái sự chuyển ngữ của chấp sự tiên ân. Cảm ơn Chúa. Và tôi cũng, cái lỗi của tôi là tôi đánh nhỏ quá, tôi tiết kiệm chỗ. Vâng, thì thưa quý vị, tôi tiếp lời của Kim Huệ hồi nãy. Cô Kim Huệ kể cái câu chuyện mỗi năm mà lúc còn nhỏ mà Giáng sinh đó, chúng ta có những kỷ niệm phải không? Chắc chắn là quý vị có những cái kỷ niệm Giáng sinh. Tối 24 á, chúng ta sẽ hát ở nhà của cô Bình Hoa, tập trung lại chúng ta sẽ hát những bài hát Giáng sinh và chúng ta sẽ kể tiếp những câu chuyện đó nha. Riêng tôi thì tôi có cái kỷ niệm là tôi có hai cái kỷ niệm. Cái kỷ niệm thứ nhất là má tôi á, là trong năm thì nấu gì nấu tôi không nhớ, nhưng mà tới mà cái đêm mà Giáng sinh là có má tôi thì tôi nhõng nhẽo chút xíu tôi kể cái chuyện mà xưa má tôi nấu cà ri gà. Phải không má, phải con nói đúng không? Gà rô ti. Vậy là tôi xài gà rô ti. Mà ăn thích lắm. Cái trong tới đêm Giáng sinh mà tới 12 giờ rồi quý ông, phải không bà nội? Cô nữa, cả đây người nói tiếng Pháp là cô Hà nè, chú Diệu đó nè, rồi quý ông phải không? 12 giờ tới giờ đó canh dữ lắm, canh dữ tới 12 giờ mà không biết tại sao lại ăn 12 giờ lại ăn cho ăn gà rô ti. Thì tiếng Pháp thì cái ý nghĩa là mình biết cái ý nghĩa rồi. Thành ra tôi có cái kỷ niệm đó. Chưa hết. Sáng 25 đi nhà thờ, bị bà mục sư ở nhà thờ đó khóa cửa lại không cho về. Nguyên nhà thờ luôn, phải mình đó, khóa cửa lại. Tôi tưởng tượng trong chú Diệu cũng đãi ăn vậy đó, thích đóng cửa nhốt người ta để cho ăn. Cho nên tới hồi Giáng sinh á, thì tôi cũng thích nữa, bởi vì Giáng sinh đối với tôi là kỷ niệm đó là thi Kinh Thánh. Tôi không có hạng cao, chỉ hạng 3, hạng 4 thôi. Chứ mà hạng nhất hạng gì thì em tôi, chị tôi này kia, nhưng mà tôi cũng được phần thưởng. Thứ nhất là được cái phần thưởng Hội Thánh của mình thì có quà, nhưng mà thi Kinh Thánh mà được phần thưởng, chắc năm sau mình phải thi Kinh Thánh quá ha. Mình thi đọc một lượt Kinh Thánh, hay là thuộc một đoạn, hay là Tết này mình thi đi, hay là cái dịp phục sinh mình thi, rồi mình có phần thưởng nó khích lệ mình. Mà bây giờ tôi không đề nghị phần thưởng đâu, mà ngân lượng á, ngân kim á, để cho nó khích lệ, phải không? Người nào mà được giải nhất được 100 đô, giải nhì được 80 đô, đại khái vậy, phải không? Để mà quý vị thi để được khích lệ. Thì hồi xưa là những cái quà nho nhỏ, rồi chưa hết là xong 25, sáng 25 là nhóm xong rồi. Trong đến cái sáng 25 nữa, tối 24 thì má mình, sáng 25 thì bà mục sư ở nhà thờ. Wow, bà ra bà cầm hai cái ống khóa thiệt là bự, bà khóa cái khích lại rồi, không ai ra khỏi nhà thờ hết. Và năm đó là khoảng năm 80 mấy đó, 83, 83 gì đó. Và lúc mình còn nhỏ nhỏ đó, mình kỷ niệm lắm. Bà đóng cửa là bà nghiêm trọng lắm, không ai ra khỏi nhà thờ. Tại vì tới giờ đó ta phải đi về, nhưng mà bà không muốn về, bà nấu rồi. Bà đãi cho mọi người thì bà đóng cửa nhà thờ lại và ăn no nê như vậy. Rồi lúc đó thì cái thời khó khăn mà, cho nên cái kỷ niệm Giáng sinh về đó là những cái gì mà mình nhớ hoài lúc mình còn nhỏ tuổi đó. Thành ra quý vị có những cái câu chuyện về Giáng sinh, những cái kỷ niệm như vậy là quý vị nên kể cho nhau nghe. Nước Mỹ ngày hôm nay thì thay đổi khá nhiều, và dĩ nhiên là trong cái thời buổi này thì nó phải thích hợp thôi, thích nghi. Con của chúng ta nó cũng có những cái kỷ niệm nó cùng với lại cái thời điểm này, thì chúng ta tôn trọng cái kỷ niệm đó, nhưng chúng ta không thể sống với cái kỷ niệm sống hiện tại mà không
nhớ cái kỷ niệm xưa, phải nhắc lại để chúng ta càng yêu mến Chúa hơn quý vị ha. Vâng, đó là cái kỷ niệm mà tôi muốn kể cho quý vị nghe trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa sáng hôm nay. Thì lời của Chúa thì nhiều đó quý vị, từ câu 1 cho đến câu 16, nhưng tôi sẽ tóm cái ý lại cho quý vị ở trong cái bài học này sáng hôm nay. Quý vị đọc câu 14, câu 15 và câu 16 thôi, chúng ta cùng đọc chung. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Immanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật cho đến chừng nào biết rõ bỏ điều dữ và chọn điều lành. Vả trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành thì nước của hai vua mà ngươi đương ghét sẽ bị bỏ hoang. Thường thì các hội thánh và các mục sư đó, chia sẻ tới chỗ này đó thì họ chỉ chú ý đến cái từ Emmanuel mà thôi. Hôm nay tôi căn cứ vào cái bản quan văn này á, tôi sẽ giải thích cho quý vị vì sao có cái đoạn kinh thánh này. Thường thì chúng ta đi nhà thờ thì mục sư giảng cho chúng ta là Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và sự cứu rỗi, sự tích Giáng sinh, chuyện tích Giáng sinh hay là cái sứ điệp cứu rỗi thì nó chung quanh cái ý nghĩa này. Và chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện này, chúng ta sẽ hoàn toàn ngạc nhiên. Cho nên cái tựa đề của chúng ta hôm nay là lời tiên tri kỳ diệu. Từng rồi chúng ta được nghe cái sứ điệp là lời tiên tri ít được chú ý. Quý vị nhớ không? Từng rồi là lời tiên tri ít được chú ý. Quý vị sẽ hỏi là ông mục sư này sao series của ông năm nay rồi không được chú ý, rồi kỳ diệu, rồi kỳ cục, bên mốt rồi kỳ lạ, rồi gì nữa. Nhưng mà hôm nay quý vị chú ý cái chỗ này, bởi vì chúng ta thường nghe đến cái sứ điệp này trong mùa Giáng sinh. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Cái câu chuyện này nó có cái bối cảnh như vậy nè. Đương cái thời vua tên là vua Acha, khi mà ông bắt đầu cái sự nghiệp lãnh đạo Juda, cái đất nước Juda đó, thì có một cái liên minh mà từ đầu cái đoạn kinh thánh này có nói là liên minh Syri. Ông vua này tên là Pheka, vua xứ Syri tên là Pheka, và vua Israel mới hiệp nhau lại để mà đánh Juda lúc bấy giờ. Và ông Acha rất là sợ hãi trong cái cơn bấn loạn đó, ông sợ hãi vô cùng. Và ổng mới đi, ổng nhờ cái vua Assyri á. Từng rồi chúng ta cũng được nghe cái câu chuyện là tiên tri ít được biết đến, ít được chú ý đến là vua Assyri đã chiếm cái vùng Sabulon và Naphtali. Và trong thời Chúa Giê-xu thì Naphtali và Sabulon đã được nghe tin lành đầu tiên đó. Thì Assyri đó đã tiến chiếm và bắt phục dân Juda trong một thế kỷ là 100 năm. Và trong cái câu chuyện này đó, thì đáng lẽ Acha phải nhờ cậy Đức Chúa Trời để mà ra khỏi cái sự chiến tranh của vua Syri là hai đế quốc khác nhau, hai đế chế khác nhau. Assyri, vua Syri và vua Israel mới đánh đi Juda, thì ông vua Israel, vua Juda là ông Acha đó mới đi nhờ cậy ông vua Assyri. Mà điều này Chúa buồn vô cùng, tại sao không nhờ cậy Đức Chúa Trời để thắng hơn? Nhưng mà trong cái sự buồn bã của Đức Chúa Trời đó, ngài sai Ê-sai và con trai của Ê-sai đến. Mà chúng ta thấy ở đây, đó là trong câu số 3, ngươi cùng con trai ngươi là Xê-a-sa-súp hãy đi đón A-cha tại nơi cuối cống ao trên đường cái ruộng thợ nện, mà nói cùng người rằng, nói cùng A-cha đó, hãy cẩn thận, ở yên lặng, đừng sợ chi. Đó, cái sự tích, cái câu chuyện nó là như vậy đó. Và tôi mở ngoặc ra cái câu chuyện ở đây, ông Ê-sai á, chúng ta ít khi biết Ê-sai có hai người con và có hai người vợ. Ở đây không phải là ông lấy vợ thêm, nhưng mà cái người vợ đầu tiên á sanh ra Xê-a-sa-súp. Xê-a-sa-súp là con đầu tiên và bà đã qua đời. Thì ông Ê-sai ông mới lấy cái người thứ hai, một người nữ đồng trinh, một người nữ đồng trinh khoảng 18 tuổi thôi, 16 đến 18 tuổi gọi là đồng trinh đó. Thì ông mới lấy nữ đồng trinh này và sanh ra một đứa con, và đứa con đó được đặt tên là Emmanuel. Tôi mới ngạc nhiên cái câu chuyện này nó có liên quan gì tới sự cứu rỗi của Chúa không? Hôm nay chúng ta biết được cái lịch sử này, chúng ta mới lạ lùng. Bởi vậy tôi mới nói rằng lời tiên tri kỳ diệu là cái chỗ này. Nó kỳ diệu, tại sao nó kỳ diệu? Tại vì nó xảy ra trong một gia đình.
nhưng nó lại ảnh hưởng đến cả toàn thế giới, quý vị. Esai đã sanh ra một người con thứ hai đặt tên là Emmanuel. Và thường trong Kinh Thánh, Chúa lấy đời sống của một tiên tri này để Chúa nói tiên tri về một dân tộc. Chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên ông Esai ổng mới sanh ra người con thứ hai đặt tên là Emmanuel. Và tuần rồi chúng ta nói về Asiri. Asiri đã chiếm Naphtali và Zabulon thì cũng có cái lời tiên tri bình an rằng hãy bình an đi, bởi vì dân đi trong nơi tối tăm sẽ thấy ánh sáng lớn mà người ta không có chú ý đến, người ta không có hiểu. 700 năm sau người ta mới hiểu được cái lời tiên tri đó, đó là Naphtali và Zabulon là nơi Chúa Giê-xu xuất hiện đầu tiên và bắt đầu thi hành chức vụ, thấy được ánh sáng lớn. Bây giờ chúng ta trở lại cái lời tiên tri này đó, thì chúng ta mới ngạc nhiên một điều đó là Esai ông mới sanh ra người con thứ hai và ông lấy một cái người nữ đồng trinh chưa có gia đình và sanh ra một người con đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong bối cảnh người Giu-đa đang bị xâm lược. Điều này cho chúng ta một cái suy nghĩ rằng ở trong cái hoàn cảnh tối tăm nhất của nhân loại đó thì Đức Chúa Trời vẫn còn quan tâm. Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta đâu. Hãy nhớ rằng dầu chúng ta ở chân trời nào, hoàn cảnh nào thì Đức Chúa Trời vẫn tìm đến chúng ta và cứu chúng ta, thưa quý vị. Đừng có ai mà nghĩ rằng Đức Chúa Trời quên tôi rồi. Cái đó là cái sự lừa dối của ma quỷ, quý vị. Cái cốt yếu của cái câu chuyện này, Emmanuel được sanh ra ở trong cái bối cảnh đó để cho vua A-cha biết rằng nè, đây Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ông đừng có nhờ cậy Assyri mà hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay, Assyri đã ông A-cha đã nhờ cậy vua Assyri và làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Mà chẳng những thế thì chúng ta còn biết thêm một điều nữa là Assyri là người đã chọc giận A-cha, là người đã chọc giận Chúa. Ông thiêu con trai mình làm của lễ hy sinh cho phép sự thờ cúng đại bại, bại hoại ở trên nơi cao, đưa bàn thờ Assyri vào hành lang đền thờ của Jerusalem và sử dụng bàn thờ bằng đồng do Salomon chế tạo vào việc bói toán và đóng cửa các nơi thấm nữa. A-cha là một cái người phạm tội như vậy, nhưng mà phạm tội nó xấu xa như vậy, nó tệ hại như vậy mà Đức Chúa Trời vẫn đến ở giữa dân sự của Đức Chúa Trời để cứu dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên cái ý nghĩa của Emmanuel là như vậy đó. Chúng ta hiểu được cái bài học quý giá này, chúng ta mới thấy rằng cái lời tiên tri này nó kỳ diệu làm sao. Nó xảy ra trong một gia đình của Esai, rồi nó xảy ra y chang như vậy. Một nữ đồng trinh đã sanh ra con trẻ, con trẻ đó được đặt tên là Giê-xu, người Nazareth, và gọi là Emmanuel, Đức Chúa Trời cùng chúng ta. Điều kỳ lạ là ông Matthew mà trích dẫn lại cái lời tiên tri này nó đúng vào lúc Chúa Giê-xu giáng sinh để ông viết ra phúc âm. 700 năm sau, chúng ta có thể quên, nhưng mà bởi thần linh của Đức Chúa Trời đã cảm động Matthew để nói lại điều này. Cái nội dung của cái sứ điệp này, cái lời tiên tri kỳ diệu này xảy ra ở trong một gia đình đơn giản, một đàn tớ của Đức Chúa Trời yêu thương, kính sợ Đức Chúa Trời, để nó liên quan đến cả một dân tộc Do Thái lúc bấy giờ, đặc biệt là dân Giu-đa. Và trong một cái khung cảnh lớn hơn, đó là thế giới của chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu giáng sinh cứu toàn nhân loại. Ở trong cái bối cảnh dù là quý vị biết rằng Giu-đa bị đô hộ tới một thế kỷ, là quý vị 100 năm ở dưới Assyri nó buồn lắm, tại vì thờ cúng hình tượng rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà Chúa phán rằng một con trẻ đã sanh ra cho chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất của bài học này hôm nay, đó là Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Cái điều kỳ diệu trong lời tiên tri đó là Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Thứ nhất, Đấng giữ lời hứa với vua David ở trong câu 7 đó. Ở trong câu 7 thì Chúa đến nói với lại Esai, nói rằng chuyện này không xảy ra đâu, chắc chắn không xảy ra nếu mà ngươi nhờ cậy ta chứ đừng nhờ cậy vua Assyri. Chúa phán như vậy. Bởi vì tại sao Chúa phán như vậy? Bởi vì có một cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng David ngày xưa. Và bởi vì Ngài đã hứa cùng Abraham, Isaac, Jacob và được chính Chúa Giê-xu xác nhận ở trong Giăng đoạn 4 câu 22, các ngươi thờ lại các sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Quý vị biết rằng trong suốt lịch sử loài người á, ma quỷ nó tìm cách nó giết người Do Thái rất là nhiều, đặc biệt là gần đây, gần 100 năm trước. Việc gì xảy ra quý vị biết không? Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái. Nếu mà chúng ta có đi bảo tàng chiến tranh mà
chiến tranh thế giới thứ hai, mà tại New York, tôi đi đến cái chỗ đó mà bảo tàng đó nói về cái sự tàn sát của Hitler, tàn ác vô cùng. Nó làm sao để mà diệt người Do Thái? Tại sao người ta ghét người Do Thái vậy? Còn ngày kia thì ở bên sát vách nhà tôi có một cái anh này bị tà linh ám. Anh đi ngang nhà tôi, nhà cũ, cái nhà hồi xưa, cái nhà mà ở Việt Nam á, thì tôi nghe ảnh không có, thường thường người bị tà linh ám là nó bậy, nó la tùm lum tà la, nhưng mà nó rủa xả người Do Thái. Tôi ngạc nhiên là cái anh này chưa hề biết người Do Thái là ai, chưa hề đọc kinh thánh, là người có không có học, nhưng mà tại sao buộc miệng chửi người Do Thái? À, tôi mới ngạc nhiên và tôi mới thấy rằng đây là tà linh. Ma quỷ trong suốt dòng dõi loài người đó, từ lúc mà Chúa Giê-xu nói rằng dòng dõi của người nữ này sẽ dạy đậu, đạp đầu của ngươi đó, thì từ lúc đó ma quỷ nó đã ghét, bởi vì Chúa Giê-xu, đúng vì Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã dự định một cái sự cứu rỗi cho nhân loại qua sự giáng sanh của Chúa Giê-xu từ lúc sáng thế rồi quý vị. Cho nên nó biết rằng từ dòng giống Israel sẽ ra một quân vương, đó là Đấng Christ, và nó diệt quân vương đó, nó tìm cách nó diệt cái dòng giống đó, nhưng mà nó không có diệt được. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời giữ lời hứa với vua David. Ngài để lại trong họ, Ngài hứa với David như thế nào? Vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với David, bởi vì Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà David. Bây giờ chúng ta liên hệ tới đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời có hứa gì với chúng ta không? Thưa có. Nếu chúng ta đọc kinh thánh á, bởi vì tôi nói quý vị đọc kinh thánh đi, đọc kinh thánh để chúng ta sẽ thấy được những cái lời hứa của Chúa dành cho chúng ta trong kinh thánh rất là nhiều. Mà những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa là cho chúng ta đó, thì Chúa không bao giờ thất hứa hết trơn á. Chúa Giê-xu hứa rằng Chúa Giê-xu sẽ vẫn để cho trên nhà David một cái ngọn đèn, phải không ạ? Nhưng chúng ta vừa mới đọc cái câu kinh thánh này thì cũng có nghĩa nó liên quan đến đời sống của chúng ta rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ bảo vệ gia đình chúng ta, bảo vệ chúng ta, đời sống của chúng ta, cho dù chúng ta có như thế nào thì Chúa vẫn yêu chúng ta và bảo vệ chúng ta. Chúng ta không có đánh mất sự cứu rỗi ở đây. Chúa là đấng sẽ bảo trợ, bảo vệ chúng ta để cho chúng ta được bình yên. Đừng có để cho các loại tư tưởng đến để mà nói rằng bạn đã mất sự cứu rỗi, bạn đã mất cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vì Chúa yêu ai thì Chúa yêu cho đến cuối cùng. Đó là lý do tại sao mà cái trong cái lời tiên tri này, cái sự kỳ diệu đó đó là bởi vì Chúa không có quên nhà David. Điều thứ hai đó là gì? Chúa luôn gửi đến sứ giả trong cơn hoạn nạn của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình hơn, mình thường dùng cái chữ hơn, trước khi mình tin Chúa thì mình nói ôi hơn quá. Trong con cái Chúa thì nói mình may mắn. Hơn hay may mắn thì cũng giống nhau chứ. Đáng lẽ mình tiêu đời rồi mà tự nhiên mình còn động đậy được thì là mình may mắn chứ gì nữa, phải không ạ? Nhưng mà nó không phải ngẫu nhiên đâu quý vị. Ở trong cái sự tai nạn của chúng ta, lúc nào Chúa cũng đưa một sứ giả tới. Quý vị suy nghĩ đi, một người của Đức Chúa Trời đưa tới để cảnh tỉnh chúng ta, một người Đức Chúa Trời đưa tới một bài giảng. Tự nhiên ông mục sư đó, ông đến ông giảng lời Chúa. Ông mục sư, mình thường thường tôi nghe có nhiều người đến nói mục sư có nói gì với ông đó không? Sao ông nói trúng bóp tôi à? Nói tôi biết gì đâu mà tôi nói, sao giảng đúng trúng bóp tôi à? Mà tôi cũng thấy vậy nữa. Nhiều khi mình không nói cho ông mục sư nó nghe gì hết, ông sư nói hội thánh có nan đề gì không, nói cho tôi biết để tôi đến tôi giảng cái theo cái sự học hành, sự học tập của hội thánh. Tôi không có kể gì ông mục sư đó. Ông cầu nguyện sao ông đến giảng đúng bóp thì cái lòng của mình, quý vị. Đức Chúa Trời sai một sứ giả đến trong cái lúc chúng ta gặp hoạn nạn, Chúa không quên chúng ta, quý vị. Cho nên ở đây Chúa luôn gửi đến sứ giả trong cơn hoạn nạn. Ở đây chúng ta thấy trong câu số 3 nãy chúng ta đọc á, lúc mà ông A Cha ông bối rối vô cùng, bởi vì ông bị tới hai cái liên quân, một cái liên quân mà từ hai nước Israel với Syria mà đánh mình, thôi mình tiêu rồi. Ông đang bấn loạn như vậy thì Đức Chúa Trời sai Esai và con trai của Esai đến, nói là đừng có bủn rủn, đừng có sợ hãi. Rồi chúng ta còn nghe một cái câu kinh thánh này, chúng ta còn thấy thích thú nữa nè quý vị. Ta nghe nè nha. Hãy cẩn thận, ở yên lặng, đừng sợ chi. Lòng ngươi chớ bủn rủn vì cớ hai đuôi đuốc có khói, tức là cơn giận dữ của Resin và Siri và của con trai Remalia. Hai đuôi đuốc có khói là gì? Quý vị có thấy cái đuôi đuốc nào mà có khói chưa? Cái đuốc mà nó sắp tắt á thì nó có khói không à? Và Chúa ngay lúc đó Chúa nói rằng đừng có sợ hai cái quân này, cái tàn quân này nó sẽ trở thành tàn quân và nó sẽ biến mất. Và cái lời tiên tri này đã xảy ra sau 12 năm. Tuyệt vời, Siri và Ephraim biến mất, cái liên quân, cái tàn quân nó biến mất hoàn toàn quý vị, nó bị đánh bại. Nhưng mà Juda thì lại bị phục dưới Assyri.
phục Đức Chúa Trời, tụi nó trở thành cái đuốc và biến mất, cái đuôi đuốc chỉ còn là khói thôi, gọi là xì khói thôi, không còn lửa nữa, rồi nó sẽ biến mất. Nếu mà nhờ cậy Chúa thì được an toàn, đằng này nhờ cậy vua Assyri và bị Assyri bắt phục trong vòng một thế kỷ. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị phục dưới quyền của Đức Chúa Trời, hay là quý vị thích phục, quý vị muốn sống phục dưới quyền của quyền lực tối tăm của thế gian mà tối này? Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta ở phía dưới cái quyền tái trị của Đức Chúa Trời, chúng ta sung sướng hơn, phải không ạ? Ở dưới cái quyền lực của ma quỷ á, nó làm cho mình bực bội. Kinh Thánh nói rằng cái người bị nó áp bức á, không có ở yên đâu. Muốn làm cho người khác cũng bị áp bức giống như mình bị áp bức vậy đó. Nó làm cho mình bức bối, và làm mình làm cho người khác ở với mình cũng bị bức bối luôn nữa. Bữa nào mà tự nhiên mình đâm mình bực á, hỏi cái người mà bực mà không có lý do đó là coi chừng á. Tự nhiên mà bực mình mà không có lý do. Có một ngày kia tôi gặp một chị hướng dẫn, con còn nhỏ tôi nhớ hoài luôn. Các em thiếu nhi của chị, dạ. Các em cầu nguyện cho chị với, dạ chị. Cầu nguyện gì mà cảm thấy cầu cho chị của mình, hướng dẫn của mình thích. Tự nhiên chị buồn mà chị không biết tại sao chị buồn. Mình nói, mình trong là mình nhỏ xíu, mình đâu biết đâu. Mình nhớ hoài cái câu nói đó, mình lớn lên với cái câu nói đó của chị. Mình hỏi là chị buồn mà tại sao chị không biết chị buồn cái gì. Bây giờ tôi mới hiểu quý vị. Quý vị buồn mà quý vị không biết buồn cái gì thì quý vị phải cầu nguyện để quý vị biết đó chứ. Nó đem đến cho chúng ta sự bức bối, sự bực dọc, tự nhiên gặp thấy ghét. Bình ngày mình thương lắm mà giờ mình gặp mình nổi sững cồ lên, mình sùng vậy đó. Thì nó có vấn đề rồi, quý vị thấy không? Ma quỷ là kẻ áp bức và trấn lột. Áp bức và bóc lột đó, còn trấn lột chúng ta, trấn lột sự vui mừng của chúng ta, trấn lột sự bình yên của chúng ta. Như vậy thì phục dưới quyền của Đức Chúa Trời sướng hơn là phục dưới quyền của ma quỷ. Nó làm cho chúng ta bực bội, chúng ta đâu có ăn uống được. Nó làm cho chúng ta bực bội, chúng ta đâu có ngủ nghỉ gì ngon làm đâu. Ngủ giật mình chạy bực tiếp. Quý vị thấy không? Không có được bình an tí nào hết. Phải không bà nội? Hallelujah. Amen. Tại bà nội biết câu chuyện này. Bà nội thì tốt lắm. Bà nội, chứ rồi tôi kể cho quý vị nghe, bà nội là có cái hay mà tôi xin Chúa cho tôi được đó, là mau quên. Quên cái sự buồn bã, quên cái nan đề đó. Mau quên đi, quên nó đi. Đừng nhớ tới đó. Cái tôi thích vậy đó. Đó thì bà nội rất là vô tư, mà chúng ta hãy sống vô tư và hãy phục dưới quyền của Chúa, đừng có phục dưới quyền của ma quỷ thì chúng ta sẽ được bình yên. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Hỡi Gia-cốp, hỡi Israel, hãy nhớ cái điều này, vì ngươi là tôi tớ ta, ta đã gây nên ngươi. Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ không quên ngươi. Chúng ta để tên chúng ta vô trong đây đi, chúng ta sẽ thấy kỳ diệu lắm. Hỡi Ca Thi Mai, ta sẽ quên, không quên tên người, không phải ta sẽ quên người, ta sẽ không quên ngươi. Hỡi cô Phan Thanh Hà, ta sẽ quên ngươi. Hỡi bà nội Hallelujah, ta sẽ không quên ngươi. Hỡi chú Diệu, hỡi cô Tuyết Snow, hỡi tất cả quý vị, Đức Chúa Trời sẽ không quên chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh với cái thái độ đó đó, chúng ta mới được phước. Còn mình đóng cái này cho Israel mà, uống cái này cho ông Mục Sư mà hả? À, cái này cho ai chứ không phải cho con đâu. Đừng có như vậy thưa quý vị. Quý vị, ông vua A-cha, ông không được phước á, là bởi vì ông mặc lên một cái chiếc áo giả bộ kính sợ Đức Chúa Trời. Chút nữa quý vị sẽ thấy cái điều này nó tệ hại vô cùng. Để tiếp câu phần số 2 nha quý vị. Phần thứ nhất, cái sự kỳ diệu ở trong cái lời tiên tri đó là Đức Chúa Trời giữ lời hứa. Đức Chúa Trời không quên chúng ta, đó là một cái điều kỳ diệu của Đấng Emmanuel. Cho nên mới gọi là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì Ngài là Đấng giữ lời hứa với chúng ta. Điều thứ hai, cái sự kỳ diệu ở trong cái lời tiên tri Emmanuel đó là Đức Chúa Trời của sự bình an. Lời dục giả hãy bình tĩnh và đừng sợ hãi trong câu 4 mà chúng ta mới vừa đọc á, là lời kêu gọi đầu tiên cho vua A-cha để tin cậy Chúa thay vì vào những âm mưu chính trị. Bởi vì ông nghĩ là cái Assyri nó mạnh, cho nên nó sẽ đấm cái liên quân kia tan tác luôn. Cho nên mình nhờ Assyri, mình thấy mình mới dễ tin. Còn Chúa ở đâu trên cao kìa, đâu có biết Chúa ở đâu đâu, ổng đâu có kinh nghiệm gì hết. Nhưng mà chúng ta thì khác, chúng ta sống bởi mắt tin chứ không phải bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy nha quý vị. Chúng ta sống bởi đức tin, vì người công bình sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng ta thường có khuynh hướng nói ông này bự con hơn, tôi chọn ông này. Nhưng mà ông nhỏ con như tôi có giỏ, quý vị chọn tôi đi. Tôi ví dụ thôi. Thường thường quý vị nhìn thấy ông kia ông đô ông bự chứ, không có gì hết trơn á. Quý vị thấy không, người có danh của Chúa Giêsu á, người có kính sợ Chúa đó, chúng ta hãy đứng với họ. Chứ đừng có nói tại ông đó ông giàu có, ông khỏe mạnh, ông mạnh mẽ, ông giàu có, ông tỷ phú mà sợ gì mình nương dựa đâu. Nhưng mà ông cũng sẽ chết thôi, ông phải bình trù. Nhưng mà ông cũng sẽ qua đời, ông cũng sẽ qua đi thôi quý vị. Phải không ạ? À? Assyri là một vị vua. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lên bản đồ, chúng ta không thấy Assyri nữa, mà chúng ta thấy Syri thôi.
tôi sẽ nghiên cứu để coi cái nước Assyri đó nó suy tàn như thế nào. Rồi nó cũng cái đế chế nó đi qua rồi mới tới La Mã, quân La Mã, quý vị thấy không? Đó, cho nên chúng ta đi qua phần thứ hai ở đây đó là Acha đã tính nhờ cậy vua Assyri để giải cứu Juda khỏi cuộc chiến của liên minh hai nước. Tuy nhiên Isaiah đã kêu gọi Acha phải nhờ cậy Đức Chúa Trời hơn là loài người. Nhớ là chúng ta phải nhờ cậy Đức Chúa Trời hơn. Chúng ta biết rằng hậu quả của tội lỗi đó thường trực ở trong tâm hồn của chúng ta là bất an. Cái hậu quả của tội lỗi là bất an. Không có sự bình an trong đời sống. Sợ hãi. Sợ hãi về đêm. Ban ngày thì sợ. Sợ tiếng chân. Ban đêm thì sợ bóng đêm. Đó, cái người mà chia sẻ cho quý vị cách đây 2 tuần đó, một mục sư đó, chia sẻ quý vị nằm mà nghe lịch bịch là thấy sợ rồi, bắt đầu búng búng dao rồi. Tôi nhắc lại cho ông, muốn nhắc lại cho quý vị thấy, bất an cho nên mới đeo dao, đeo vũ khí. Quý vị thấy người con cái Chúa có ai đeo vũ khí gì không? Chúng ta có gương thánh linh, có Chúa, có sự bình an, quý vị thấy không? Bình an. Nhưng mà cái người, cái sự bất an là hậu quả của tội lỗi quý vị. Tuy nhiên Chúa Giê-xu đem đến hy vọng và bình an. Quý vị nhớ cái bài ca mà ô vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, nó dựa trên Luca đoạn 2 câu 14 á. Sáng danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Cái bài hát của Thiên Sứ ca ngợi Đức Chúa Trời, nó trước cái sứ điệp đó là bình an. Đức Chúa Giê-xu đến đem cho chúng ta một cái kỷ nguyên bình an và thanh bình. Trước đó không hề có sự bình an quý vị. Cho nên Chúa Giê-xu đến đem sự bình an cho chúng ta, hỡi nhân loại. Anh chị em ơi, ngày hôm nay chúng ta đi Giáng sinh đó, chúng ta thấy đèn treo đẹp, chúng ta thích. Mấy chị em đi nhà thờ trên núi, rồi có một chị em vô cũng comment dễ thương. Các em gái ơi, các em đi đâu mà vui vậy? Nghe quen không? Quen phải không? Chưa kịp trả lời phải không? Gặp tôi trẻ nhắn rồi, sao không rủ chị đi với? Dám vậy luôn. Phải không à? Vui thiệt, nhân loại họ vui thiệt. Quý vị đọc cái comment, quý vị đọc trong cái post của Kim Huệ, quý vị sẽ thấy người đó. Vâng, quý vị ơi, ở đây chúng ta thấy nhân loại họ đón mừng Giáng sinh, nhưng mà có cái điều quan trọng nhất là phải hiểu cái ý nghĩa của Giáng sinh, quý vị. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã hóa thân làm người, và Ngài đến để là ánh sáng lớn cho chúng ta, như từng rồi chúng ta học. Ngài đến để đem sự hòa bình cho chúng ta. Trước đó không có hòa bình là tại vì con người với Đức Chúa Trời bị phân rẽ, phân cách. Quý vị đi đâu, quý vị về với nước Mỹ, quý vị sẽ thấy ở nước Mỹ nó có sự vui mừng lớn lắm. Tại vì người Mỹ người ta tin Chúa, có cái sự kính sợ Chúa. Đi đâu, đi về Mỹ. Có ông mục sư nói rằng, tôi đi Thái Lan rồi, tôi đi đủ thứ hết. Nhưng mà tôi về Mỹ, tôi thấy đúng là nước Mỹ. Tại sao? Có cái sự vui mừng, happy, vui mừng ở đây. Ở đâu, chứ về Mỹ thì chúng ta thấy có cái sự tự do. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời của các quốc phụ nước Mỹ đó đã cho họ viết ra cái hiến pháp, rồi họ là những người kính sợ Đức Chúa Trời, và họ đẻ ra những cái dòng dõi kính sợ Đức Chúa Trời. Và nước Mỹ ngày hôm nay dĩ nhiên là có những cái vấn đề trong xã hội đó, nó đang là nổi cộm, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của những người kính sợ Đức Chúa Trời ở trên đất nước hiện Trung Quốc này, quý vị. Cảm tạ Chúa về điều đó. Rồi sự bình an của Chúa đến trên loài người chúng ta. Chúa Giê-xu đến để đem sự bình an cho chúng ta. Đức Chúa phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Quý vị ơi, có những lúc mà chúng ta nghĩ là cuối đời, cuối cùng của mình rồi, thì hãy nhớ rằng ý tưởng của Chúa là ý tưởng bình an, chứ không phải là tai họa. Chúng ta nhớ chắc chắn điều đó nha. Quý vị sẽ có sự bình an của Chúa. Và đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu đến đó. Chứ không phải mùa Giáng sinh vui quá, gặp có hai điều mà chúng ta dễ quên chủ nhân của mùa Giáng sinh, đó là ông già Noel với cây Noel. Phải không ạ? Chúng ta thường chúng ta nhìn vô cái cây thông Giáng sinh là chúng ta thấy ông già Noel vui quá mà quên đi chủ nhân của hai cái điều đó. Nó tốt, ban đầu là để tri ân Chúa, ban đầu là để đem vào sự vui mừng của cái mùa Giáng sinh, nhưng mà về sau người ta chỉ chú ý đến những cái điều đó thôi. Tại sao hồi nãy cô Huệ, Kim Huệ nói rằng thập niên 30 năm trước á, có những cái người mà đi từ nhà qua nhà rồi hát này kia nọ, cái sự vui mừng ở trong họ, cái sự bình an của Chúa cứu thế đó đã làm cho họ làm cái điều đó, nó trở thành cái nét văn hóa ở trong người Mỹ hồi xưa, quý vị thấy không? Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, không chỉ chúng ta làm những điều đó mà chúng ta làm những việc khác nữa. Tại sao tới mùa Giáng sinh chúng ta gửi tiền cho hội thánh này, hội thánh kia, trợ giúp cho người này, cho người kia? Bởi vì trong cái niềm Giáng sinh đó, chúng ta có sự bình an để chúng ta giúp đỡ cho người khác. Đó là tình yêu Giáng sinh của Chúa đã Giáng sinh vào cuộc đời của chúng ta. Và Emmanuel là Đức Chúa Trời đã ở cùng với chúng ta để chúng ta mới có thể
biết đó được. Đấng biết trước tương lai mới quyết định cho tương lai của chúng ta. Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời biết trước rằng ông vua Syria và ông vua Israel, Ephraim lúc bây giờ là đại diện đó, hai cái liên quân này, hai cái liên minh này, họ hai cái quân đội này họ lập lại thành cái liên minh để đánh Giu-đa, và Chúa biết rằng trong chẳng bao lâu nó sẽ trở thành cái đuôi đuốc mà thôi, đuốc có khói mà thôi. Khi mà Chúa biết được điều đó, đó Chúa mới kêu gọi A-cha qua lời tiên tri của Ê-sai rằng hãy nhờ cậy Chúa, đừng có bủng rủng, đừng có sợ hãi. Thưa quý vị, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng biết tương lai của chúng ta mới bảo vệ chúng ta. Quý vị nhớ cho điều đó. Bởi vì Ngài là đấng mưu lượng, đấng lạ lùng, là Cha đời đời, Cha quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. Có danh xưng nào giống như Đức Chúa Trời của chúng ta không? Chỉ có một đấng biết tương lai của chúng ta mới bảo vệ chúng ta được. Quý vị thấy mấy người thật đói không? Quý vị thấy họ đói, họ nói tương lai phải không ạ? Họ có bảo vệ chúng ta được không? Họ không bảo vệ họ, sao họ bảo vệ chúng ta? Nếu mà họ bảo vệ chúng ta đó, mà họ nói là chúng ta giàu có, chúng ta thành công đó, thì họ phải là người giàu có và họ không có hành nghề bói toán. Và họ đâu có biết tương lai của họ đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta biết tương lai của chúng ta. Cho nên đấng biết trước tương lai mới quyết định cho chúng ta được, quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đọc lời của Chúa. Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Ai quyết định trông cậy nơi Chúa chúng ta sẽ không bị hổ thẹn. Chúng ta đưa tay lên. Quý vị nhớ nghe, quý vị đưa tay lên. Vâng, chúng ta sẽ không hổ thẹn. Bởi vì chúng ta trông đợi Chúa của chúng ta. Bởi vì chúng ta trông đợi đấng biết tương lai của mình, quý vị. Cảm ơn Chúa. Giờ nói dùm cho chị Hồng nha. Nói dùm nha. Hôm bữa tôi đến tôi dạy giáo lý căn bản. Tôi vô tôi gặp hai đứa học trò của tôi á. Tôi nói chừng nào mà mục sư mà dạy tụi con đờn á, thì tụi con gọi mục sư là thầy. Thì tự nhiên mình dạy đờn kêu mình mục sư, kỳ quá. Thầy, phải không? Rồi tôi vô tôi gặp tôi nói chào thầy, kia vui vui quá quên để ý hai cái món đồ của anh chị. Đẹp thì là đẹp, long lanh chớp đèn đồ, là cây Noel. Cảm ơn Chúa. Thì tôi nói chuyện, tôi dạy các cháu xong rồi nữa, tôi thấy tôi mới ngạc nhiên, tôi nói ô cây Noel, tôi cũng mừng nữa, tôi vui quá. Bởi vì đây là cái dấu hiệu của một đời sống vui mừng. Quý vị để ý đi, mình trưng cây Noel, mình giăng đèn. Dĩ nhiên quý vị không làm, quý vị bận rộn thì không sao, nhưng mà chúng ta có cây Noel, có nhà Giáng sinh, chúng ta làm điều gì đó nói đến cái sự vui mừng của chúng ta đó. Nhà Kim Huệ là nhanh nhất, là sớm nhất trong hội thánh mình biết rồi, sau đó tới nhà tôi dưới nhà mình qua nữa, mình qua cũng sớm hơn nữa đó. Thì chúng ta đến đó thấy chị làm cái đó, thì chị nói một câu mà tôi nhớ hoài. Anh chị nói rằng một sư ơi, từ lúc mà tin Chúa đó thì Chúa cho mình được nhiều hơn những cái người mà ở trong cái khu ở. Dĩ nhiên chỉ có mình anh chị có cây Noel thì là đẹp, mà tôi sẽ quý vị có muốn nghe cái câu chuyện mà anh chị làm sao có cây Noel đó, thì quý vị nghe họ kể tập 2, quý vị nghe hai gia đình đó kể. Nhưng mà tôi thấy đúng rồi, ở trong suốt tất cả các gia đình mà chúng ta biết ở trong cái khu đó chỉ có mình gia đình ảnh là khang trang nhất thôi. Cảm ơn Chúa, quý vị thấy không? Tin Chúa ban cho sự bình an, và không bao giờ chúng ta hổ thẹn đâu quý vị. Và không bao giờ chúng ta thất vọng đâu, bởi vì tương lai của chúng ta, Chúa biết tương lai của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Đi qua phần cuối cùng quý vị, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Ngài ban bình an. Và cái điều kỳ diệu nữa là Ngài ở cùng. Có người nói rằng Chúa thăng thiên rồi, Chúa về trời rồi, làm sao mà mình biết Chúa ở cùng chúng ta? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Ngài ban Thánh Linh của Chúa, Ngài thành lập hội thánh. Đây, Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta này. Chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nói chuyện với nhau á, chúng ta nhìn khuôn mặt của nhau, chúng ta thấy bình an không? Nhưng mà khi chúng ta ra ngoài đời á, chúng ta thủ à, chúng ta phải cẩn thận á. Người này nói không biết tin, dễ tin không? Tôi thấy ghê quá, nói làm sao biết có con dao gì nữa không? Ghê quá. Nhưng mà ở đây không có con dao nào hết trơn á, ở đây có kẹo không à, nước đường không à. Có nghĩa là nói những lời khích lệ an ủi làm cho chúng ta lên đường. Cảm ơn Chúa, quý vị yêu thương nhau. Cảm ơn Chúa, đó quý vị thấy không? Cho nên Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đó, ân điển của Đức Chúa Trời không thể cưỡng lại được. Vâng, A Cha sống từ bỏ Đức Chúa Trời phạm tội thờ thần tượng dẫn đến thất bại trong sự nghiệp cai trị của dân Giu-đa. A Cha mặc một bề ngoài mộ đạo, nói rằng tôi
sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã nói cùng với Ê-sai rằng hãy nói với A-cha đó là hãy xin một điềm lạ đi. Chúa thương A-cha tới mức như vậy, mặc dù ổng thiêu con mình trên lửa. Có ai mà đem con mình bỏ vô lửa không? Ổng đem con ổng thiêu trong lửa. Ổng làm ô uế bàn thờ của Chúa, một người Giu-đa kính sợ Đức Chúa Trời. Làm sao mà kính sợ Chúa? Bây giờ Chúa nói rằng Ngài không có, Ngài bất chấp cái tội lỗi đó, Ngài kêu rằng hãy xin ta đi, hãy nhờ cậy ta đi. Ổng nói rằng cho nghe, mình nghe mình thấy cũng hay nè, nhưng mà không có tốt. Tôi sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va. Quý vị nghe câu này mình thấy người này không muốn làm phiền Chúa phải không? Giống như một vài người nói thôi tôi không muốn làm phiền Chúa đâu, Chúa trăm công ngàn việc, Ngài bận rộn lắm, Ngài đừng có làm phiền Chúa này kia nọ. Nhưng mà đó là chiếc áo mộ đạo thôi. Ông có gì đâu mà xin, có lòng tin đâu mà xin. Nhưng mà ông giả đò nói rằng, nói với Ê-sai rằng thôi tôi tin cậy Ngài và điều này tôi không có muốn xin Ngài đâu, bởi vì tôi biết Ngài yêu thương tôi. Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa Ngài sẽ mở cho chúng ta. Ý rằng Ngài kêu chúng ta hãy xin Ngài đi đó quý vị, hãy hành động điều gì đó. Cho nên đến với Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa. Chúng ta hãy nhờ cậy và cầu xin Chúa trong năm nay thưa quý vị. Chúng ta bước sang năm 2023 này, chúng ta cần phải mặc chiếc áo kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tẩy sạch đời sống của mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy mạnh dạn để kêu xin Đức Chúa Trời những gì, những nhu cầu mà chúng ta cần. Chúng ta nhờ cậy Chúa nhiều hơn trong năm 2023 này. Chứ không chỉ là đời sống cũ của chúng ta đâu, quý vị có đồng ý với tôi điều đó không quý vị? Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thưa quý vị. Bởi vì tấm lòng của Đức Chúa Trời không hề xa cách chúng ta, dẫu tội lỗi đã làm chúng ta xa cách Ngài, nhưng Ngài không xa cách chúng ta, Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Quý vị thấy thiện chí của Đức Chúa Trời không? Thiện chí của Vua Trời, đang lúc chúng ta yếu đuối và chết trong tội lỗi của mình, thì đúng cái thời điểm đó, thì Ngài đến để tìm và cứu chúng ta, quý vị. Tạ ơn Chúa chúng ta. Rồi, điều cuối cùng, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng dân sự Ngài và chăm sóc chúng ta. Ngài ở cùng, rồi Ngài còn chăm sóc chúng ta nữa. Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Tôi muốn trở lại cái chỗ này để quý vị đọc kỹ để tôi giải thích hồi nãy tôi nói quý vị. Con trẻ ấy, câu 15, con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Vả trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ và chọn điều lành, thì nước của hai vua mà ngươi đương ghét bỏ sẽ bị bỏ hoang. Đây là hai cái nước Syria và nước Israel hồi nãy tôi nói quý vị đó. Cho nên cái chỗ này nó không có liên quan gì tới cái sứ điệp Giáng sinh mà chúng ta thường nghe hết. Cái chỗ mà tôi nhắc lại cho quý vị đó, ở chỗ này đó, là cái người con thứ hai của Ê-sai tên là Emmanuel đó. Trong vòng 12 năm, người ta nói rằng trong cái tuổi mà nó có thể ăn con ấy sẽ không còn ăn mỡ, sữa và mật đó. Có nghĩa là khi mà nó vượt qua cái tuổi 12 đó, thì nó sẽ bình thường trở lại giống như người chúng ta. Thì cái lời tiên tri này rất là chính xác thưa quý vị. Cái lời tiên tri này là trong khoảng 12 năm đó, khi mà đứa trẻ được lớn lên, tên là Emmanuel được lớn lên đó, thì hai cái đuôi đuốc kia nó chỉ còn là khói thôi. Và người ta cho biết rằng, tôi muốn trở lại với cái lịch sử ở đây để quý vị thấy rằng cái câu chuyện này đã diễn ra giống y như vậy. Lời tiên tri này đã cảnh báo và ứng nghiệm với hai thế lực làm hại dân Juda lúc đó, là hai đuốc có khói bị tắt rụi, chính là Syria bị đập tan vào năm 732 trước Chúa, và Israel mất lãnh thổ phía Bắc vào năm 734 bởi quân phương Bắc Assyria. Theo nhà thần học Wisby, ông giải thích cái chỗ này. Quý vị thấy lời tiên tri này nó kỳ diệu không? Nó diễn ra, nó xảy ra từng tí ở trong cái câu chuyện nhỏ của Ê-sai, nhưng mà nó lại bao trùm cả nhân loại của chúng ta. Chúa Giê-xu đã sanh ra quý vị, và Ngài đã lớn lên như một cái chòi, và Ngài đã giảng đạo, Ngài đã truyền giảng, Ngài đã giảng tin lành cho tất cả chúng ta. Ngày hôm nay Ngài chết trên thập tự giá cho chúng ta, như sứ điệp ngày hôm nay là sứ điệp của mùa Giáng sinh. Nhưng chúng ta nói lại cái ý nghĩa của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài đến, Ngài thi hành chức vụ trên đất, Ngài chịu chết cho chúng ta, Ngài mở hội thánh và Ngài sẽ trở lại. Quý vị thấy toàn bộ cái câu chuyện cho nhân loại của chúng ta có phải là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta không? Chứ phải nói rằng Ngài thi hành công vụ của Ngài rồi thì không bao giờ chết nữa, không có nói gì nữa đến ngày hôm nay, thì đó không phải là Đức
Emmanuel. Và thêm một cái chỗ nữa, tôi nhớ cách đây 2 năm tôi chia sẻ cho quý vị cái chữ Noel nó ra từ cái chỗ nào. Nó ra từ cái chỗ Emmanuel. Đọc ngắn lại là Noel. Và quý vị biết rằng cái nền thần học của Pháp á, cái chữ Noel nó ra từ tiếng Pháp. Để tôi sẽ gửi cho quý vị cái tài liệu này. Thì khi nói chữ Noel á, thì chúng ta nhớ rằng nó ra cái chữ Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kỳ diệu thay quý vị. Quý vị có thấy kỳ diệu không ạ? Tuần rồi thì chúng ta nói đến một cái lời tiên tri ít được chú ý tới. Hôm nay chúng ta nói là một cái lời tiên tri kỳ diệu thì chính từ cái chỗ này thưa quý vị. Cho nên giờ này xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện hưởng ứng, đáp ứng theo lời của Chúa. Xin quý vị cùng đến với Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa của chúng con vì sáng hôm nay lời của Ngài đến với chúng con. Chúng con cầu nguyện Chúa cho dân sự của Chúa sáng hôm nay trong sự tiếp nhận lời của Ngài một cách thích ứng, đáp ứng lời cầu nguyện này. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời tiên tri kỳ diệu này. Chúng con cảm ơn Chúa vì câu chuyện xảy ra trong gia đình của Esai, nhưng nó đã trở thành một câu chuyện lớn của một dân tộc và câu chuyện lớn của cả thế giới này. Đức Chúa Trời của chúng con yêu nhân loại chúng con, Ngài không bỏ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm và khen Chúa của chúng con. Nguyện xin ban ơn Đức Chúa Trời ở cùng dân sự của Đức Chúa Trời được gọi là con của Ngài, con cái của Chúa. Trong danh Chúa Jesus Christ, xin Ngài ban ơn cho dân sự của Chúa trong một tuần lễ được bình an, nhất là chúng con bước vào những ngày bận rộn của mùa Giáng sinh. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho ngày 24 tới đây, xin Chúa cho những tân tín hữu của chúng con sẽ đến để thờ phượng Chúa với chúng con cùng chung dự trong đêm tiệc đặc biệt mà chúng con sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con cầu nguyện cho tình yêu của Đức Chúa Cha, ơn điển của Chúa Giêsu và quyền năng và các ân tứ của Chúa sẽ ở dãy đầy trên dân sự của Chúa từ nay cho đến đời đời. Amen. Chúng ta hát hallelujah quý vị. Hallelujah, hallelujah.